Kính chào các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, họ tên đầy đủ của cô là Võ Thị Thanh Bình, đến từ trường tiểu học số 1 Hương Văn. Cô rất vui hôm nay được quay lại với các con trong tiết toán lớp 2 được dạy trên đài truyền hình của tỉnh Thừa Thiên Huế. Để học tốt tiết học này, cô yêu cầu các con chuẩn bị một số dụng cụ học tập như sau: vở ô ly, bút, thước và bộ thực hành toán lớp 2 nhé. Và các con cũng không quên chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái và an toàn trước màn hình máy tính hoặc màn hình tivi nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Và kính mời các bậc phụ huynh đồng hành với các con để giúp giáo viên kiểm tra xem các con đã làm đúng theo yêu cầu của giáo viên chưa nhé. Trước khi vào bài học, các con cùng cô khởi động. Phần khởi động hôm nay của các con là trò chơi so tài của Tom và Jerry. Ở phần trò chơi này, cô yêu cầu các con mượn sức để đóng vai. Các con phối hợp với người nhà của mình, bố mẹ hoặc anh chị em để đóng vai Tom và Jerry để cùng nhau so tài qua các bài tập của cô. Các con đã chuẩn bị xong chưa nào? Bây giờ, bài tập đầu tiên, má Jerry dành cho Tom. Tom có 5 viên bi, Jerry có 10 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả mấy viên bi? Bây giờ Tom hãy giải bài toán này nào. Các con đã làm xong chưa? Bây giờ nhìn xem đáp án bài giải của cô ở màn hình nhé. Bài giải: cả hai bạn có tất cả số viên bi là 5 cộng 10 bằng 15 viên. Đáp số 15 viên bi. Vậy là Tom đã làm đúng bài toán này rồi. Rất là tuyệt đúng không nào? Lượt tiếp theo, Tom sẽ hỏi Jerry để trình bày bài giải cho bài toán liên quan đến phép cộng, ta thực hiện theo mấy bước? Jerry trả lời nào. Và bây giờ, cô mời các con nhìn lên màn hình để xem kết quả của cô. Để trình bày bài giải cho bài toán liên quan đến phép cộng, ta thực hiện 3 bước. Đó là bước 1, viết câu lời giải. Bước 2, viết phép tính. Và bước 3, viết đáp số. Vậy, cuộc so tài vừa rồi thì hai bạn đã ngang sức và ngang tài rồi, đúng không nào? Và kết quả là hai bạn rất vui vẻ đi chơi cùng nhau. Các bài tập trong phần khởi đầu của các con đến đây là hết rồi. Bây giờ các con cùng cô đi vào bài mới hôm nay nhé. Bài mới hôm nay của các con là bài toán liên quan đến phép trừ. Bây giờ cô mời các con cùng cô đi khai thác nội dung của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, cô có bài toán như sau. Các con cùng cô đọc đề bài toán này nào. Trong hộp có 10 chiếc bút màu. Linh lấy đi 3 chiếc. Hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu? Bây giờ, cô mời cả con đọc to bài toán cho bố mẹ mình nghe nào. Rất giỏi. Các con nói cho bố mẹ mình biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết trong hộp có 10 chiếc bút màu. Linh lấy đi 3 chiếc. Và cô hiểu thì như sau. Trong hộp có 10 chiếc bút màu. Linh lấy đi 3 chiếc. Và bài toán hỏi gì? Các con nói với bố mẹ mình nhé.
bài toán hỏi. Trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu? Vậy để biết trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu, các con làm thế nào? Để biết trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu, chúng ta lấy số bút gì có ở trong hộp, bớt đi số chiếc bút màu Linh đã lấy đi. Vậy lúc bớt đi là cả con đã thực hiện tách ra hay là gộp lại? Bớt đi là chúng ta thực hiện tách ra. Vậy cả con còn nhớ khi tách ra thì chúng ta thực hiện phép tính gì? Khi tách ra chúng ta thực hiện phép tính trừ. Các con rất giỏi. Đó cũng là bài học mà hôm nay cô muốn giới thiệu với các con, bài toán liên quan đến phép trừ. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con biết cách trình bày bài giải đối với bài toán liên quan đến phép trừ nhé. Trước khi hướng dẫn các con trình bày bài giải, thì các con hãy cùng cô phân tích và tóm tắt bài toán này. Bài toán cho biết trong hộp có 10 chiếc bút màu. Cô tóm tắt như sau. Có 10 chiếc bút màu. Linh lấy đi 3 chiếc. Cô tóm tắt lấy đi 2.3 chiếc bút màu. Và bài toán hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu. Cô ghi ở phần tóm tắt còn lại dấu chấm hỏi chiếc bút màu. Vậy là cả con vừa phân tích bài toán và tóm tắt cùng cô. Muốn biết trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu, các con sẽ làm như thế nào? Muốn biết trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu, chúng ta lấy số bút màu có trong hộp trừ đi số bút màu đã lấy đi. Trước khi cả con thực hiện phép tính, thì cô hướng dẫn cho cả con cách trình bày bài giải nhé. Trước khi trình bày bài giải, cả con viết bài giải 2. Gạch chân. Sau đó cả con thực hiện theo 3 bước. Bước 1, cả con nêu câu lời giải. Câu lời giải chính là câu trả lời của bài toán. Bài toán hỏi trong hộp còn lại mấy chiếc bút màu. Vậy câu lời giải là gì? Câu lời giải là trong hộp còn lại số chiếc bút màu là. Như vậy là cả con đã hoàn thành bước 1 của bài giải rồi. Bây giờ chúng ta sang bước 2, viết phép tính. Ở bài toán này, cả con viết phép tính như thế nào? Ở bài này, chúng ta viết phép tính lấy 10 trừ 3 bằng 7 chiếc. Bước thứ 3, cả con viết đáp số. Đáp số 7 chiếc bút màu. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho cả con cách trình bày bài giải đối với bài toán liên quan đến phép trừ. Khi trình bày bài giải, các con lưu ý bài giải các con viết ở giữa vở ô ly. Câu lời giải các con lùi vào lề một ô ly. Phép tính các con lùi thêm 2 ô ly nữa. Và khi viết đáp số các con lùi thêm 1 ô ly nữa so với phép tính. Và các con lưu ý thêm ở phép tính trong bài giải thì các con có phần đơn vị ở cuối phép tính.
Và khi các con viết đơn vị ở phép tính thì các con viết rút gọn, nhưng ở đáp số thì các con viết đầy đủ. Các con đã rõ chưa nào? Như vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con những gì? Cô vừa hướng dẫn cho các con về bài toán liên quan đến phép trừ và cách trình bày bài toán liên quan đến phép trừ. Bây giờ các con vận dụng những kiến thức cô vừa hướng dẫn để làm bài tập nhé. Bài tập của các con là bài 3. Nam có 16 quyển truyện. Nam cho hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện? Cô mời các con đọc lại bài toán cho bố mẹ mình nghe nào. Các con đã đọc xong chưa nào? Rất giỏi. Bây giờ các con nói cho bố mẹ biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết Nam có 16 quyển truyện. Bây giờ các con cùng cô viết vào phần tóm tắt bài toán này. Cô viết tóm tắt như sau: có 16 quyển truyện, Nam cho hoa 5 quyển. Viết ở phần tóm tắt cho 5 quyển truyện. Và bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện. Chúng ta viết ở phần tóm tắt còn lại chấm hỏi quyển truyện. Các con thấy chúng ta làm tóm tắt bài toán rất dễ đúng không nào? Bây giờ cô mời các con nhìn vào tóm tắt để nêu lại bài toán cho bố mẹ mình nghe nào. Các con rất giỏi. Vậy để biết Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện, các con làm thế nào? Để biết Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện, chúng ta lấy số truyện Nam có trừ đi số quyển truyện Nam đã cho hoa thì chúng ta còn lại số quyển truyện của Nam. Bây giờ các con trình bày bài giải này vào vở ô lý và các con nhớ hãy chọn đúng số và phép tính phù hợp để cho vào ô có dấu chấm hỏi ở phần phép tính và các con chọn số phù hợp cho vào ô có dấu chấm hỏi ở phần đáp số. Các con làm bài tập của mình nào. Các con đã xong phần bài tập của mình chưa? Bây giờ cô mời các con nhìn lên màn hình để kiểm tra bài của mình so với đáp án của cô nhé. Ở đây cô có bài giải Nam còn lại số quyển truyện là phép tính 16 trừ 5 bằng 11 quyển, đáp số 11 quyển truyền. Cô muốn biết bạn nào có kết quả giống kết quả của cô nào? Cô tin chắc tất cả các con đều làm được bài tập này. Ở đây câu lời giải của cô là Nam còn lại số quyển truyền là. Vậy có bạn nào có câu lời giải nào khác nữa? Các con cũng có thể có câu lời giải khác. Đó là số quyển truyện Nam còn lại là. Vậy dựa vào đâu để các con viết được câu lời giải? Dựa vào câu hỏi của bài toán để chúng ta viết câu lời giải. Như vậy, qua bài tập này, có thể các con đã biết cách trình bày bài giải
Để khắc sâu hơn nữa, các con cùng cô đi tiếp một bài tập nữa nhé. Bài 4. Cô đọc đề và các con nhẩm lại với cô. Trên sân bay có 11 chiếc máy bay. Sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Bây giờ các con đọc lại đề bài toán một lần nữa cho bố mẹ mình nghe. Các con đã đọc xong chưa nào? À, bây giờ các con hãy điền vào chỗ cô tóm tắt những chỗ cô còn thiếu. Có bao nhiêu chiếc máy bay? Bay đi bao nhiêu chiếc máy bay? Các con làm được không nào? Bài toán cho biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết trên sân bay có 11 chiếc máy bay. Vậy chúng ta ghi vào phần tóm tắt là số mấy? À, chúng ta ghi vào phần tóm tắt là có 11 chiếc máy bay. Và bài toán còn cho biết sau đó có 2 chiếc bay đi. Vậy các con điền vào bay đi 2 chiếc máy bay. Và bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Thì ở phần tóm tắt các con sẽ ghi còn lại 2 chấm bao nhiêu chiếc máy bay. À, như vậy qua phần cô hướng dẫn, các con đã biết cách tóm tắt bài toán chưa nào? Các con rất là giỏi. Bây giờ các con hãy nhìn vào tóm tắt và nêu lại bài toán cho bố mẹ mình nghe nào. Các con rất giỏi. Có 11 chiếc máy bay, bay đi 2 chiếc máy bay. Để biết còn lại bao nhiêu chiếc máy bay thì các con làm thế nào? À, muốn biết trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay, chúng ta lấy số máy bay trên sân bay trừ đi số máy bay đã bay đi. Bây giờ các con trình bày phần bài giải vào vở ô ly của mình nào. Các con có thể trao đổi với bố mẹ mình. Nếu như chỗ nào các con chưa làm được, các con có thể nhờ bố mẹ mình hỗ trợ nhé. Các con đã xong phần bài tập của mình chưa nào? Bây giờ, cô mời các con nhìn lên màn hình để theo dõi cách trình bày bài giải này của cô như sau. Bài giải: trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là, phép tính của cô là 11 trừ 2 bằng 9 chiếc. Đáp số 9 chiếc máy bay. Các con đã có kết quả giống kết quả của cô không nào? À, cô tin chắc rằng các con đều làm được bài tập này. Vậy cô vừa hướng dẫn các con học bài gì? À, cô vừa hướng dẫn các con học bài toán liên quan đến phép trừ. Để trình bày bài giải cho bài toán liên quan đến phép trừ, ta thực hiện theo mấy bước. À, chắc chắn các con đã làm rất tốt.
Chúng ta thực hiện theo 3 bước. Bước 1, các con viết câu lời giải. Bước 2, viết phép tính. Bước 3 là viết đáp số. Và cô hy vọng các con vận dụng những kiến thức cô vừa hướng dẫn để làm thật tốt các bài toán liên quan đến phép trừ nhé. Và tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Kính chúc các bậc phụ huynh và các con luôn mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các tiết sau.